các bạn lại quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ngày hôm nay thì mình lại đi quay cận cảnh xe chở cây cho mọi người cùng xem. Đằng sau mình đây là hai chiếc xe đậu nhá, đang bốc cây và tời cây lên để mà bốc nhá. Và đường ngày hôm nay thì lầy kinh khủng luôn, và tí nữa là chiếc xe xem có về được và mọi người có được cùng mình xem cận cảnh của ngày hôm nay không nhá các bạn. Giờ thì mình cùng chờ đợi và đi xem chiếc xe tời cây nhá. Giờ thì cũng bốc cây xong rồi, chuẩn bị đang đơ cây nhé, và trước đi sau thì cũng đang rất là cố gắng để lấy đà để lên khỏi chỗ đường dính lầy nhé. Chiếc xe về rồi nha. Đây, do là chiếc xe sau móc vào chiếc xe trước đây nha, để mà tời lên, nên là chiếc xe trước không đi được nhé. Giờ thì tời nhá, do đường trơn quá nên là không về được. Lại móc chéo qua bên đây nhá. Đó. Móc chéo qua bên gốc cây đây để mà tời về xem nó lên tới đây rồi mới lại cho nó tời thẳng qua bên đây nhá. Đường thì rất chi là lầy luôn nha các bạn ơi. Chiếc xe sau thì đang kéo cáp nhé. Nhấc bánh trên kia rồi nha các bạn. Đây, nhấc rất là cao rồi nha. Chỗ hở các bạn đang thấy đấy ạ. Do là bác tài đánh đầu đi vào rãnh bên đây nên là không thể tời trượt xuống được nhá. Đây nhá, do bánh trước nó vô rãnh của cái bánh bên phía tài nhá, nên là không thể tời cho nó trượt xuống được nhá.
tới cái lửa ngon. Giờ đây là sẽ tới lên lại nha, xem có lên được hay không. Chuẩn bị nhấc bánh rồi nha. Đây, bánh trên tài không hề chạm đất rồi nha. Đây, giờ đây thì trước sau sẽ tới chiếc này lùi lại nha. Do chiếc trước không nhà cáp nha, nên là cũng sợ bị hư xe đó. Đó, chiếc xe lại tới lên nha. Nhé, chiếc xe lại chuẩn bị tới về gần gần đây rồi mới tới đi lên nha. Góc nhìn này thì mọi người cũng nhìn thấy cả hai chiếc xe rồi nhá. Đó, chiếc phía sau đây đang tới về nha.
Và giờ lại kéo cáp và tờ chiếc đi trước rồi nhá. Đường đang lên róc nhá và cực kỳ là lầy luôn. Kéo cáp thì cũng phải dùng tới rất là nhiều người để kéo nhá. Tình hình này thì rất là sợ bị tuôn cây nhé. Do cây còn trơn nữa nên là đường đang đi lên róc phải tời nữa. Hai ba lăng luôn rồi nha. Nên là cũng không biết là có đủ an toàn để lên khỏi hay không. Xe đây là chưa độ thắng hơi nha, nên là nếu đứng ở đây thì cũng sẽ phải nhờ tới một người phụ để kê bánh nha. Đây, anh chàng đây đang chuẩn bị thao tác, chuẩn bị kê bánh nha. Ôi, giật như thế này thì rất là sợ bị tuôn cây nha. Chỉ có kê thắng tay. Đây, lại ra cáp rồi. Và giờ đoạn đường là cũng sẽ phải từ lên chỗ mình đang đứng đây nhá.
khỏe luôn nha. Sợ nhất là bị tuột cây thôi. Trước đây đi lên trước. Đi lên một chiếc rồi nha. Nói chung thì chiếc này cũng lên rồi. Giờ thì mình quay trở lại với chiếc đang đi lên nha. Đây chiếc đi lên sau đây. Và anh em đang cột cáp đây nha. Trời rất là cao nha. Thật là quái trưởng. Tời rất là cao nha, gốc cột tời thì nó cao hơn con xe rồi nha. Sau thì cả cầu rồi nha. Đây, mọi người nhìn nha, kéo rất là nhiều đất theo rồi nha.
chiếc xe đang tới lên nha. Cung đường đây là cực kỳ khó luôn nha.
chiếc xe đi sau cũng lên rồi nhá. Chiếc xe đi sau cũng lên rồi và giờ thì trời cũng tối rồi nên là mình cũng dừng lại clip ở đây nhá. Mọi người xem clip mình hay thì nhớ cho mình xin một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ nhá. Gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé.